Bismillah. Istikhara là việc người Muslim cầu xin Allah phù hộ ban cho quyết định khi gặp phải những vụ việc mà không biết điều tốt xấu trong nó thế nào. Đối với những việc đã biết rõ ràng tốt hay xấu, chẳng hạn như hành động thờ phượng, những việc làm tốt đẹp, điều tội lỗi và những hành vi xấu xa là không được phép cầu xin istikhara, nên làm hay không? Ý nghĩa của istikhara là thể hiện sự phục tùng mệnh lệnh của Allah và nương tựa vào Ngài Subhana, và để cùng lúc có được điều tốt đẹp ở hai nơi, cuộc sống hiện tại và đời sau. Và không có điều gì mang lại lợi ích cho bằng việc người Muslim hành lễ Salah và cầu xin. Bởi trong hai hình thức này, cốt yếu là vĩ đại hóa Allah, tán dương Ngài và thể hiện sự khốn khổ của bề tôi trước Ngài. Hình thức istikhara như sau, được truyền lại chính xác từ âm Jabir bin Abdullah radiyallahu anhu kể. Trước đây, thiên sứ của Allah sallallahu alaihi wa sallam đã dạy chúng tôi cách istikhara, giống như người dạy chúng tôi một chương kinh trong Quran vậy. Người nói, khi ai đó trong các ngươi lo lắng vấn đề nào đó, thì hãy dâng lễ salat 2 ra'at ngoài 5 lần salat bắt buộc, rồi cầu xin. Nghĩa là cầu xin sau khi chúng ta salawat xong trước khi chào salam, thì áp dụng lời cầu xin này. Allahumma inni astakhiruka bi ilmik wa astaqdiruka bi qudratik wa as'aluka min fadlikal 'azim fa innaka taqdiru wa la aqdir wa ta'lamu wa la a'lam wa anta 'allamul ghuyub Allahumma in kunta ta'lamu anna hadhan amr. Rồi nói ra cái điều chúng ta muốn quyết định. Khairul li fi dini wa ma'ashi wa 'aqibati amri faqdurhu li wa yassir huli thumma barik li fi wa in kunta ta'lamu anna hadhan amr. Nói ra điều chúng ta muốn quyết định. Sharrul li fi dini wa ma'ashi wa 'aqibati amri fasrifhu anni wasrifni anhu waqdur li al khayra haythu kan thumma ardini bi. Đối với người cầu xin không được dội vàng muốn thấy hiệu ứng liền lời cầu xin của mình, và được phép lặp lại việc cầu xin istikhara này nhiều lần trong salat và trong lời dua. Trong những dấu hiệu báo cho biết lời cầu xin istikhara đã được Allah chấp nhận là việc cảm thấy nhẹ lòng và dễ dàng đạt được điều mong muốn. Còn dấu hiệu cho thấy là istikhara không được chấp nhận là hướng con người nghiêng về điều khác và không dễ dàng đạt được mục đích. Rồi sau đó, người cầu xin sẽ không thấy cảm thấy trong tâm mình suy nghĩ về điều đó và hoàn toàn sẽ quên nó. Allah subhanahu wa ta'ala phán: Wa asa an takrahu shay'an wa huwa khayrun lakum wa asa an tuhibbu shay'an wa huwa sharrun lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Nhưng biết đâu điều mà các ngươi ghét lại tốt cho các ngươi, còn điều các ngươi yêu thích lại xấu cho các ngươi. Quả thật, chỉ Allah mới biết rõ đâu là tốt và đâu là xấu, còn các ngươi chẳng biết gì. Chương 2 Al-Baqarah, câu 216. Allahu a'lam wa ahkam.